Audio Analogue Puccini, đây là cái phiên bản mà SE nha các bác, Special Edition. Cái phiên bản này thì nó đặc biệt một chút so với cái bản thường, đó là phần biến áp là được thiết kế dạng modem mono block này, hai biến áp. Đấy, về phần công suất cũng được nhân đôi lên, 8 sò thang so với cái đời bản thường chỉ 4 sò thôi. Và đặc biệt nhất là cái dàn tụ, toàn bộ linh kiện trên cái con Special Edition này rất là cao cấp. 8 quả tụ lọc. Toàn bộ cầu chì vẫn còn được giữ nguyên bản hết tất cả rồi các bác. Và đặc biệt với cái phiên bản mà SE Special Edition này thì chơi sẽ cho phép chúng ta chơi là cầu PY. Và đặc biệt là chất âm của dòng âm ly sản xuất tại Ý này sẽ đánh rất là hay với những cặp loa của châu Âu, của Mỹ, của Nhật. Trong đó có những cặp Buxel như là Harbus, hay là em lát nữa em sẽ test cùng với cặp loa Ý là cặp loa Sonos Faber. Chiếc này còn nguyên bản hết mọi người. Em mình quay nội thất và quay chi tiết về chiếc này cho mọi người cùng tham quan. Đã tất cả mặt mũi này, vay nhôm còn rất là mới nha. Với cái phiên bản Special Edition này của Ý này thì hiện tại bây giờ trên thị trường rất là khan hiếm. Và mua săn lùng những cái mẫu này bây giờ cũng không còn rẻ nữa. Khi mà người chơi bắt đầu biết đến những cái thương hiệu và biết đến cái chất âm của cái dòng này, nên là rất là nhiều người mua cũng như là săn lùng cái dòng này nên đẩy giá rất là cao. Thị trường các bác cứ check Google, không dưới 20 ạ. Và cái con này thì được rất là nhiều các cái web từ nước ngoài cho đến web của Việt Nam mình khen. Với mẫu này thì các bác cứ check Google đi ạ. Và trên VNAV họ bán và họ khen con này rất là nhiều. Cái phiên bản Special Edition SE này thì hôm nay em Minh có mức giá rất tốt dành cho các bác mình chơi đang xem trên kênh của em Minh, là 16 triệu đồng dành cho cái mẫu Puccini Audio Analogue này nhé, phiên bản Special Edition. Máy thì còn nguyên bản hết và tiếng rất là hay. Thì thông qua video này thì bác nào muốn sở hữu thì các bác alo giúp em. Toàn bộ linh kiện cao cấp, các chân giác còn là rất là vàng nhé. Đây là cầu cọc chính main. Chúng ta có thể cắm thêm sang cọc này. Đây là cọc dành cho khi chúng ta chơi chế độ PY. Ngoài ra thì có cặp đường pre-out. Con này là dòng sản xuất cho thị trường của Nhật Bản nên là sẽ sử dụng nguồn điện là 100V nha các bác. Rồi, một con máy rất đẹp, rất chất và mức giá hợp lý cho một chiếc âm ly Ý. Bác nào sở hữu thì các bác alo giúp em. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Đây, model ở đây ạ. Và được sản xuất tại Made in Italy dạ. Nguồn tổng đấy nha các bác, sử dụng nguồn điện 100V. Rồi em xin dừng video, cảm ơn cả nhà.